Nếu như bạn đang kinh doanh trên Facebook, đang chạy quảng cáo nhưng không có hiệu quả, bạn là người mới muốn bắt đầu tìm hiểu về quảng cáo trên Facebook nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc bạn đã tự mình mày mò học trên Internet, tự mình chạy quảng cáo nhưng không đạt được hiệu quả mong muốn, thì đây chính xác là khóa học dành cho bạn. Xin chào bạn. Nếu như bạn đã biết đến tôi từ trước, đã xem những video hướng dẫn mà tôi chia sẻ dành cho các bạn về việc chạy quảng cáo Facebook, và bạn muốn sở hữu cho mình một cái quy trình để làm quảng cáo một cách hiệu quả, chuẩn chỉ ngay từ đầu, thì tôi có một khóa học tên là Facebook Ads cầm tay chỉ việc. Trong khóa học này tôi sẽ chỉ cho bạn tất cả những quy trình từng bước một mà tôi đang áp dụng, mà tôi đang làm với quảng cáo Facebook để đạt được sự hiệu quả. Thì trên đây là nội dung của khóa học. Ok, thì đầu tiên, khóa học được chia thành hai phần. Phần số 1, khi bạn đăng ký và chuyển khoản, bạn sẽ được tặng một khóa học Facebook Ads từ cơ bản đến nâng cao, học qua video hướng dẫn của tôi. Phần này gọi là phần pre-training. Bạn sẽ học trước phần này ở trên website học tập của chúng tôi. Bạn cần hoàn thành phần 1 này để chúng ta chuyển sang phần 2 là học trực tiếp với tôi, do tôi đào tạo bạn. Thì trong chương trình đào tạo trực tiếp, tôi sẽ cho bạn một quy trình hoàn chỉnh hơn, hiệu quả hơn, đơn giản hơn, và chúng ta sẽ học với nhau 5 buổi. Trong 5 buổi này, tôi đã viết xuống toàn bộ nội dung của các buổi học ở đây. Buổi số 1, chúng ta sẽ thiết lập một bản đồ kinh doanh ở trên nền tảng Facebook với các mục tiêu, với các con số, với các nguồn lực và với các hành động cần thiết phải làm để chúng ta đạt được cái mục tiêu mà bạn đang mong muốn. Nếu như bạn muốn đạt được 50 triệu, muốn đạt được 100 triệu lợi nhuận một tháng, thì bạn cần phải có kế hoạch để hoàn thành cái mục tiêu đấy. Bạn cần phải biết mình cần đạt được những điều gì, cần làm những việc gì, cần có bao nhiêu khách hàng để mình có thể đạt được số tiền đó sau một tháng kinh doanh. Sau khi thiết lập được mục tiêu, chúng ta đến với phần tìm hiểu tổng quan về nền tảng Facebook. Ở đây tôi sẽ đưa cho các bạn một cách dễ hiểu nhất, một cách đơn giản nhất, những thứ ngắn gọn, xúc tích và thực chiến nhất. Tôi cho bạn những kiến thức mà bạn đang tìm kiếm. Nó gồm tổng quan, các khái niệm, các từ nóng, và đặc biệt đó chính là các loại tài khoản, các loại tài nguyên, các loại nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị để chúng ta làm quảng cáo Facebook một cách ổn định. Nếu như bạn đang tự làm, có phải bạn đang bị khóa rất nhiều? Có phải bạn đang gặp vấn đề cực kỳ lớn khi lên cam, khi add thẻ, khi chạy quảng cáo đúng không nào? Thì ở đó, đó là gì? Bởi vì Facebook thời điểm này nó không còn là thời điểm dễ dàng như những năm trước nữa, mà bây giờ nó cần phải có đủ kỹ năng, đủ kiến thức và đặc biệt phải biết cách tuân thủ luật chơi. Và luật chơi thì không phải ai cũng biết, kể cả việc bạn có đọc các chính sách ở trên nền tảng đi chăng nữa. Và cái phần quan trọng tiếp theo ở trong cái buổi số 1 này, đó chính là cái việc chúng ta cần xây dựng cho mình dàn tài khoản quảng cáo khỏe nhất, ổn định nhất, tốt nhất để phục vụ cho cái việc chạy quảng cáo của mình. Thì trong cái việc nuôi dàn tài khoản cáo và quản lý dàn tài khoản cáo này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức sử dụng, cách thức bảo mật, cách thức biến những nguyên liệu, những tài nguyên của người khác, hoặc những tài nguyên mà Facebook đang cho rằng nó là tài nguyên rác, thành một tài nguyên hợp lệ để cho Facebook nhận biết được đó chính là một người dùng thật. Khi các bạn đạt được yếu tố là người dùng thật như vậy thì các bạn sẽ làm quảng cáo một cách rất là dễ dàng. Sang buổi học thứ hai thì để chạy được quảng cáo Facebook, ở buổi một chúng ta đã trang bị cho chúng ta cái ban đầu cần thiết, đó là gì? Đó là tài khoản quảng cáo. Giống như việc chúng ta muốn đi cày thì chúng ta cần phải có máy cày, thì tài khoản quảng cáo nó là cái máy cày. Vậy buổi 2 chúng ta sẽ làm với cái quan trọng nhất trong cái phần Facebook Ads này là gì? Đó là chính là content marketing.
Content sẽ chiếm 80% quyết định việc bạn chạy quảng cáo có hiệu quả hay không. Thì trong phần này tôi sẽ chia sẻ cho bạn hai quy trình, đó là cách thức để tạo ra một bài content win, một bài content có chuyển đổi cao, một bài content thu hút khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả. Và cách để tạo cho cái bài mà mình viết đó được đề xuất, được lên top đầu, được nhiều người đón nhận. Thì đấy chính là cái buổi số 2 với những mục, với những bước step by step, từng bước một tôi sẽ nói cho bạn biết, tôi sẽ thực hành cho bạn xem và tôi sẽ chỉ cho các bạn làm từng bước một. Buổi số 3 thì chúng ta sẽ thực hành với quảng cáo Facebook bằng việc lên cam. Chúng ta trước khi lên cam, chúng ta cần tìm hiểu về insight khách hàng, chúng ta cần tìm hiểu về target trong quảng cáo Facebook từ cơ bản đến nâng cao. Chúng ta cần hiểu được cách thức mà Facebook đang vận hành, cách thức mà Facebook đang phân phối quảng cáo của chúng ta đến người dùng ra làm sao. Và chúng ta sẽ thực hành các chiến dịch quảng cáo được chứng nhận qua 5 tháng, đó là quảng cáo tin nhắn, đó là quảng cáo chuyển đổi. Và một loại hình thức quảng cáo mới nhất hiện nay, đó là quảng cáo livestream, mang lại cho bạn hiệu quả ngay lập tức. Buổi số 4, chúng ta sẽ học cách đo lường tối ưu và nhân bản cái sự hiệu quả chúng ta lên. Thì để biết được chúng ta có chạy hiệu quả hay không thì chúng ta cần phải có những cái cách làm, cách làm hiệu quả ngay từ đầu. Đó chính là công thức chạy quảng cáo win. Công thức chạy quảng cáo win này tôi sẽ chia sẻ cho bạn những cái công thức để bạn chạy quảng cáo hiệu quả ngay lập tức, công thức để bạn chạy quảng cáo hiệu quả lâu dài, và công thức để giúp cho bạn test tìm ra những chiến dịch, những bài quảng cáo hiệu quả trong thời gian ngắn nhất và mang lại sự ổn định, đặc biệt là mang lại sự ổn định. Ở đây tôi sẽ chỉ cho các bạn các cái cách để các bạn đọc chỉ số quảng cáo. Đọc chỉ số quảng cáo thôi chưa đủ mà bạn cần phải hiểu cái chỉ số trên quảng cáo đó nó ý nghĩa như thế nào, nó thể hiện ra làm sao và điều gì mang lại cái kết quả đó. Chúng ta sẽ giải quyết nếu như các chỉ số, các yếu tố nó không được như chúng ta mong muốn. Và khi chúng ta đo lường rồi, khi chúng ta đánh giá được rồi thì chúng ta đến cái bước đó là tối ưu về quảng cáo. Các cái cách thức về tối ưu về bài viết, tối ưu về chiến dịch, tối ưu về tệp khách hàng, vân vân, tôi sẽ chia sẻ với bạn trong phần tối ưu quảng cáo. Ngoài ra, hầu hết mọi người sẽ gặp một vấn đề phổ biến, đó là gì? Khi chúng ta chạy thử với ngân sách thấp, hiệu quả rất là cao, chúng ta bán được hàng, chốt được đơn, có lợi nhuận. Nhưng khi tăng tiền lên một số tiền nhất định thì chúng ta không còn lại hiệu quả nữa. Hoặc quảng cáo hoạt động bấp bênh, bập bõm, ngày được, ngày không. Thì chúng ta cần phải biết những yếu tố nào để chúng ta có thể vít tiền, để chúng ta có thể tăng ngân sách, để gia tăng cái lợi nhuận trên một bài quảng cáo tối đa. Thì đó chính là cái công thức để vít tiền quảng cáo. Và cuối cùng, buổi số 5, sau khi chúng ta đã chạy quảng cáo tất tần tật, sau khi chúng ta đã tối ưu tất cả các chỉ số, có được cái số lượng khách hàng về với fanpage của chúng ta, số lượng khách hàng tiềm năng nhắn tin cho chúng ta, thì làm thế nào để chúng ta có thể chốt sale, chuyển đổi khách hàng tiềm năng đó thành người mua hàng và trở thành khách hàng trung thành đối với chúng ta. Thì ở đây đó chính là cái việc thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu về nhu cầu khách hàng, thấu hiểu về hành vi của khách hàng, thấu hiểu về cái điều mà khách hàng đưa ra quyết định mua sản phẩm của chúng ta là gì. Chúng ta cần phải hiểu rõ điều đó hơn khách hàng của chúng ta. Và đặc biệt chúng ta cần phải có một quy trình chốt sale chuẩn. Chuẩn ở đây có nghĩa là với khách hàng này chúng ta sẽ áp dụng quy trình này, với khách hàng kia chúng ta sẽ áp dụng quy trình kia. Thì ở đây đó chính là những cái kịch bản để chốt sale theo từng khách hàng, theo từng nhu cầu và theo từng cái hành vi khác nhau của từng khách hàng một. Đó chính là quy trình chốt sale. Và tất nhiên rồi, khi chúng ta bán hàng không thể nào thiếu được sự từ chối. Khách không phải 100 khách hàng sẽ đồng ý mua hàng của chúng ta. Vậy khi khách hàng từ chối thì chúng ta cần phải xử lý từ chối, cần phải có quy trình để xử lý từ chối để giúp cho gia tăng tỷ lệ chốt đơn thành công. Thì tất tần tật, chúng đây là toàn bộ nội dung của khóa học Facebook Ads cầm tay chỉ việc. Nếu như bạn đã sẵn sàng
thì hãy bấm xuống đường link bên dưới của phần mô tả video này, đăng ký khóa học và chúng ta sẽ bắt đầu học ngay hôm nay. Lưu ý, khóa học diễn ra ngay sau khi bạn đăng ký chứ không phải chờ đến ngày học trực tiếp bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.